Adobe Photoshop cung cấp cho bạn rất nhiều tính năng và kho công cụ đồ sộ. Dù bạn đóng vai trò nào trong ngành thiết kế như graphic designer, nhiếp ảnh gia hay họa sĩ minh họa, phần mềm này cũng đều đáp ứng được yêu cầu công việc của bạn. Với điểm mạnh là xử lý và chỉnh sửa đồ họa raster, tức là sử dụng để chỉnh sửa pixel. Photoshop là lựa chọn hàng đầu khi bạn cần để chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, vẽ minh họa hoặc là thiết kế các ấn phẩm truyền thông cũng như thiết kế qua giao diện website. Bên cạnh đó, hệ sinh thái Creative Cloud cho phép người dùng kết hợp Adobe Photoshop với toàn bộ phần mềm có mặt trong hệ sinh thái để phục vụ đa mục đích hơn như là làm phim hoạt hình, thiết kế, dàn trang sách báo, tạp chí, vân vân. Tuy nhiên, không có phần mềm nào là không có nhược điểm. Điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt cơ bản và tận dụng lợi thế của chúng. Adobe Photoshop có tính ứng dụng cao, nhưng bản chất đồ họa raster thì lại phụ thuộc vào lượng điểm ảnh trên hình. Độ phân giải của một ảnh raster luôn có giới hạn. Do đó, hình ảnh không thể giữ được chất lượng tốt khi bạn phóng to hay thu nhỏ. Vậy, với những ưu và nhược điểm đó, Photoshop sẽ phù hợp với loại thiết kế nào? Và khi nào thì ta cần dùng nó để làm việc? Trường hợp đầu tiên chính là khi bạn cần làm việc với hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, thêm hiệu ứng. Các bộ lọc Photoshop cung cấp những công cụ tuyệt vời cho công việc của bạn. Nhiếp ảnh gia hay là photo retoucher là những người thường xuyên tiếp cận với Photoshop với công việc này. Nếu bạn quan tâm, Master Lab sẽ xây dựng chuyên đề Photoshop dành riêng cho nhiếp ảnh trong tương lai. Vẽ minh họa Digital Art. Độ chuyển sắc mềm mịn chính là điểm mạnh của phần mềm này, cùng với các chức năng về brush đa dạng thì đáp ứng toàn bộ quy trình từ phác thảo đến hoàn thiện bản vẽ. Photoshop là một trong những lựa chọn thường xuyên nhất của các họa sĩ vẽ minh họa. Đừng bỏ lỡ khóa Digital Painting sắp ra mắt tại Master Lab. Trong khóa học này, bạn sẽ được tiếp cận kỹ hơn với các chức năng và cách sử dụng nó để phục vụ riêng cho mục đích vẽ. Điều mà tôi không thể trình bày hết ở khóa cơ bản này. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, đặc biệt là các ấn phẩm truyền thông cho môi trường digital như là social media. Đây là mục đích mà khóa học này hướng tới. Sau khóa học, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được những ấn phẩm truyền thông đơn giản. Và để tiến xa hơn trong sự nghiệp cũng như sáng tạo hơn trong mỗi thiết kế, hãy tham gia khóa học tư duy thiết kế của Master Lab sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé.